Xin chào tất cả những pioneer đến từ Việt Nam cũng như tất cả những pioneer đến của toàn thế giới. Hello World Pioneer. Hôm nay Thành có một thông tin rất là thú vị về đầu ngũ Bigo Team. Muốn gửi đến tất cả mọi người một thông tin mà rất nhiều biểu à, rất mong rất mong và rất mong ngóng chờ đợi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đã có rồi. Thông tin này nó có trên cái màn hình chính ứng dụng đầu bi. Thì uh, ngày uh, bảy tháng 5 ngày 7 mã tháng 5 tức là theo cái ngày bên phía bên tim thì đội ngũ của bi bên bên nước Mỹ á thì đồng của bi nó có cái dòng trọn thế trên cái ứng dụng đầu bi như sau đây đây là màn hình chính ứng dụng đầu bi chúng ta thấy nó có cái sự thay đổi thì nếu chúng ta dịch qua tiếng Việt như sau là di chuyển mạng chính tốc độ nâng cấp ý nghĩa của dòng trọn thế này là tốc độ di chuyển bằng chính tức là tốc độ di chuyển sau máy đã được nâng cấp Ở cụ thể thông tin này như thế nào thì bên dưới bị cô có dòng trạng thái như sau chúng tôi vui mừng thông báo rằng nhóm cốt lõi đã thực hiện một nâng cấp kỹ thuật lớn trong cơ chế di chuyển máy tức là họ đã thông báo là có một nâng cấp kỹ thuật lớn trong cơ chế di chuyển máy dẫn đến tốc độ nhân đôi mà những người tiên phong di chuyển sau máy tức là tốc độ di chuyển sông sẽ nâng đôi nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành chiến mục trong quá trình di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi so với uh, trước kia đây là một thông tin rất vui cho những Billionaire mà chưa được hoàn thành chiến mục thông tin quá quá vui quá mừng cho cái toàn bộ anh em Billionaire trên toàn thế giới nói cách khác đây là một thời điểm hoàn hảo để hoàn thành danh sách kiểm tra Maynard của bạn để số dư có thể chuyển nhượng bi của bạn có thể được di chuyển sang chuỗi khối mainnet. Bản cập nhật này cho phép cộng đồng đạt được tiến độ đáng kể hướng tới mục tiêu 10 triệu di chuyển mainnet. Nhấn vào đọc thêm để biết chi tiết. Tức là bản cập nhật này mục đích là để hướng đến mục tiêu di chuyển 10 triệu di chuyển 10 triệu di chuyển sang để giúp cho chúng ta tiến dần đến quá trình mà đến mở mọi người đây là một thông tin rất là hay nghĩa là quá trình mà đến mở có thể sẽ rất sớm rất sớm và cụ thể thông tin là như thế nào thì chúng ta sẽ bước qua cái, chúng ta kích vào cái phần đọc thêm này chúng ta sẽ đi đến cái block của cái động của bitcoin thanh sẽ hỏi mọi người cái phần block của họ như thế nào họ nói về gì trong block đây trong block của họ đây chúng ta có thể vào phần mybi.com để chúng ta xem uh, trang web chính thức của Bicotin để chúng ta xem thử họ nói gì về cái phần uh, tốc độ nâng cấp mainnet như chỉ minus. thì blog của họ đây là cái phần giới thiệu trước khi chúng ta kích vào bài, vào phần này chúng ta sẽ xem được chi tiết nội dung những gì họ nói thì ngoài đây người ta nói như thế nào di chuyển bằng chính tốc độ nâng cấp đã nhanh hành trình đạt tới 10 triệu di chuyển mainnet chúng ta vui mừng thông báo về một nâng cấp quan trọng trong cái chế Jimenez. Đó là cái phần bây giờ của bài bài lốc Chúng ta đi vào cụ thể nội dung của bài lóc như sau. Phần thứ nhất, người ta nói như sau này. Nó có ba đoạn văn và bên này là phần tiếng Việt, bên này là phần tiếng Anh. Thì những bạn mà vào là những người nước ngoài thì chúng ta có thể xem được lốc luôn. Thông qua cái này, thông qua phiên bản hay là phiên bản dịch của tiếng Anh. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về một nâng cấp kỹ thuật lớn trong cơ chế di chuyển Mainnet, giúp tăng tốc độ di chuyển sau MyNet nhanh hơn gấp đôi. Một cái dòng rất là tuyệt vời dành cho anh em Pioneer. Chúng ta hãy cho một nút like và một nút subscribe đăng ký kênh. Với cái thông tin tuyệt vời này, anh em Pioneer chúng ta sẽ được tăng tốc gấp đôi khi di chuyển sau MyNet. Trong bản nâng cấp kỹ thuật này, chúng tôi đã tối ưu hóa thuật toán quản lý quá trình di chuyển, hàng đợi của người tiên phong di chuyển, có quy trình con kiểm tra và kiểm tra bổ sung cũng như có tương tác của nó với chuỗi khối nét Việc tối ưu hóa như vậy dựa trên nhiều nỗ lực cũng như nhiều vòng lập và thử nghiệm, làm cho quá trình di chuyển hiệu quả hơn và dẫn đến thông lượng di chuyển tổng thiệt cao hơn tức là họ đã nâng cấp rất nhiều cái trong quá trình di Magnet, tức là tối ưu hóa thuật toán này hoàn đạo của người tiên phong di chuyển có quy trình con kiểm tra và kiểm tra bổ sung cũng như có tương tác của nó đối với chuỗi khối Magnet. thì việc tối ưu như vậy dựa trên nhiều nỗ lực cũng như nhiều vòng lập và thử nghiệm làm cho quá trình di chuyển hiệu quả hơn và dẫn đến thông lượng di chuyển tổng thể cao hơn. Tức là đầu ngũ của, của tim đo làm việc hết sức gật lực để quá trình di chuyển mình là gấp đôi. Và ngày hôm nay, cụ thể là ngày 17 tháng 5, theo giờ bên Mỹ, thì chúng ta đã có thể... Nhưng mà thật chất là ngày hôm qua, khi chúng ta hoàn thành cái, cái bước đầu trong một ngày, thì chúng ta có thông báo của bụi cổ tim. Và tiếp theo là hình ảnh nâng cấp bằng chính. Trên thực tế bản nâng cấp này hiệu quả đến mức giờ đây người chúng tôi có thể di chuyển người tiên phong nhanh hơn so với yêu cầu di chuyển mới nhận được. Người tiên phong mỗi ngày. Đó là rất là tuyệt vời. Đây là trước sự trước sự phát triển đặc biệt về kết trang đầu tiên tức là ba đoạn văn đầu tiên thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta vui mừng vì đồng ý của team đã có một bản nâng cấp giúp tăng gấp đôi tốc độ di chuyển của và họ đã làm việc nghiêm túc thông qua các bước nâng cấp cụ thể ở cái đoạn thứ hai này và thực tế là quá trình di chuyển đã được tăng lên gấp đôi tiếp theo chúng ta đi vào cái đoạn tiếp theo như vậy việc của bitcoin là phải làm như thế nào hành động ngay hoàn thành danh sách kiểm tra máy của bạn và di chuyển ngày hôm nay tức là chúng ta xem cái danh sách chính mục đó chúng ta còn thiếu một nào để chúng ta hoàn thành để chúng ta bước vào hoàn đợi di chuyển máy đối với những người tiên phong đã hoàn thành danh sách kiểm tra máy của họ hãy kiểm tra trọn thế di chuyển của họ ngay lập Do sự cải thiện tốc độ này, bạn có thể được di chuyển sau mainnet hoặc bạn sẽ di chuyển sau hòn đảo, đặc biệt nếu bạn đang tích cực khai thác. Đây, Bill Tim cũng nhắc nhở này, những bạn nào tích cực khai thác thì quá trình di sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần so những bạn khác. Nên, một số bạn cũng đưa lên con diễn đàn nói là quá trình di chưa hoàn thành chính mục cũng vì lý do này, tức là bạn ít khai thác, bận lười biến khai thác, bận không kích lít chuột hàng ngày, lít uh, tia hàng ngày thì chiến mục của bạn sẽ khó mà hoàn thành. Như vậy những bạn nào mà muốn kiểm tra danh sách mắn thì chúng ta vào kiểm tra danh sách ở cái phần có hơi cái nút ở cái phần màn hình update đó mọi người một cái nút là đọc thêm một nút bên phía nó sẽ là kiểm tra danh sách thì các bạn kiểm tra để xem hướng mình đã hoàn thành chưa những bạn mà đã hoàn thành trước đó là chúng ta cũng nên kiểm tra lại để xem thử mình có bị lỗi gì không nếu lỗi thì chắc chắn chính mục của bạn sẽ có một mục nó không không xanh Mình đã kiểm tra và hoàn thành chính mục ok các bạn khác cũng nên làm như vậy tiếp theo đối với những người tiên phong chưa có đây là thời điểm hoàn hảo để hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet nga bây giờ hãy chuyển đến danh sách kiểm tra mainnet trong bảng điều khiển mainnet trong ứng dụng khai thác bay của bạn ngày hôm nay để hoàn thành mọi bước còn lại nếu cần đây mình đã nối mua vừa với mọi người đây chúng ta hãy vào danh sách kiểm tra danh sách mainnet đối với những bạn mà chưa có chưa có thì chúng ta hãy hoàn thành những danh sách mainnet để tra bay về phía của bạn quá tuyệt vời không mọi người như vậy cái đoạn này hay là cái đoạn này nói chúng ta yêu cầu những người tiên phong chúng ta nên kiểm tra trên Submanet để chúng ta hoàn thành chính mục và lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái hàng đợi và chờ bay về vấy chờ hoàn thành chính mục là chúng ta bay sẽ về vấy thường thường bay về vấy 14 ngày hy vọng là bản đẳng cấp này bay về vấy sẽ về nhanh hơn có thể là 7 ngày 10 ngày vâng vâng tiếp tục là do việc nâng cấp tốc độ được cải thiện, chúng tôi thật sự cần nhiều người tiên phong hơn để hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet của họ và xếp hàng di chuyển để chúng tôi có thể tối ưu hóa việc sử dụng khả năng di chuyển hiện tại. Tức là bởi tìm mong muốn là cần nhiều người tiên phong hơn để hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet, tức là chúng ta tiến đến 10 triệu người được di chuyển, chuyển mọi một người. Đối cách khác, đối với những người có thể di cư, có bóng hiện đơn ở phía bạn hạ hành động, tức là bởi tìm đang khuyến khích những người mà Chuẩn bị di cư sang Malaysia thì chúng ta hãy đuổi rằng là quả bóng đang ở trên chân của bạn và có hai hành động để chúng ta di chuyển thôi tiến triển mục tiêu di chuyển Malaysia của màu mở và đây là cái đoạn rất là hấp dẫn tức là tiến triển mục tiêu di chuyển Malaysia của màu mở tức là ý định dự định của tim như sau. Nhìn chung công việc của nhóm quốc lộ liên quan đến việc phát triển bản nâng cấp di chuyển này là nhằm hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy mục tiêu chung là 10 triệu lần di chuyển Miners. Trong mạng ở số lượng di chuyển Miners đã đạt từ 4,6 triệu vào tháng 3 năm ngoái lên 5,41 triệu năm nay hiện tại và nó sẽ tăng lên nhanh hơn từ đây khi có nhiều người tiên phong hành động về di chuyển và tận dụng khả năng di chuyển được cơ thiện tức là họ đã nói lên cái một cái hiện tại là có 5,41 triệu người tiên phong đã được di chuyển mainnet và mục tiêu tương lai tiếp theo đó là 10 triệu người di chuyển mainnet đó là lý do mà họ có bản nâng cấp đặc biệt này chúng ta hãy tiếp tục hãy cho thành một lượt like lượt subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho cái cái đoạn video này một đoạn cái cái đoạn đang bản uh, blog của Vico Team họ nói rất là hay và hy vọng chúng ta sẽ đạt được 10 triệu người di chuyển Tiếp theo, nhóm cốt lỗi phù hợp với mục tiêu của màu mở đã đã và tiếp tục dành một lượng thời gian và nguồn lực đón kể để giải quyết và cải thiện các quy trình và khí cạnh khác nhau quan trọng đối với mục tiêu của màu mở có thể là cây C di chuyển tạo tiền ích tăng trưởng sự tham gia của cộng đồng sự uh, được nêu chi tiết trong danh sách trán và có thông báo trước đó mặc dầu đây là bản cập nhật về quá trình như Nhiều nhóm chuyên trách trong nhóm quốc lỗi làm việc đồng thời để kể thiện các quy trình khác nhau và phát hành các bản cập nhật không nhất thiết cản trở hoặc ngang chặn tiến trình của các quy trình yếu tố khác. Có ví dụ gần đây bao gồm tính năng kiểm tra đo hoạt động mới giúp bỏ chạy quy trình KIC và sự gắn kết cộng đồng như lễ hội nghệ thuật diễn đàn phải đó là việc mà tăng tốc độ như vậy mới là không ảnh hưởng đến có cái tiến trình khác ví dụ tiến trình lệnh nâng cấp việc cây c hay là sự kiện gắn bó cộng đồng lễ hội nghệ thuật diễn đàn bi nghệ thuật uh, diễn đàn phai Sai đó là cái thông tin chính của đoạn này À, cuối cùng, đoạn cuối cùng là mọi nỗ lực và công việc trong các lĩnh vực khác nhau đều quan trọng và nhằm giúp cộng đồng chúng ta đạt được tiến độ hoàn thiện nhằm đạt được mòn mở lành mạnh giống như nhóm quốc lỗi. Những người tiên phong nên giúp gắn cách và làm việc với nhau trong việc đóng góp có khía cạnh khác nhau của mọi để đưa chúng ta đến hàng hơn mòn mở. Đây. Tức là công việc này giúp cho chúng ta có thể tiến dần hơn đến mòn mở. Đây là một thông báo rất hay, nghĩa là mòn mở sẽ sẽ đến gần hơn so với dự tính. Chúng tôi rất vui mừng khi có thêm nhiều người tiên phong tham gia chủ khóa net trong những tháng tới và tương tốt với các ứng dụng mình ít của Binance bằng cách sử dụng bi để di chuyển của họ, đã di chuyển của họ. Tức là họ bị có tìm vui mừng nếu có biểu là tham gia vào chủ khóa net và sử dụng có tiện ích bằng cách là dùng bì trong cái ví mà đã di chuyển sang MyNet của họ như vậy chúng ta thấy là thanh đã vừa gửi đến một người cái bản lóc của bico team về việc mà nâng cấp tốc độ gấp đôi của quá trình di chuyển nhằm đích cuối cùng của họ là đem đến cho chúng ta một bọn uh, 10 triệu người tiên phong di chuyển MyNet và Điều đó sẽ giúp cho Bill Putin sẽ có kế hoạch sớm nhất đến việc may mở. Nếu bạn thấy nội dung này hay, hãy cho thành những lượt like, những lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ. Please like, like video and subscribe my YouTube channel. Và cảm ơn rất nhiều mọi người đã quan tâm đến kênh và Thành sẽ cố gắng đưa ra những video tiếp theo của dự án Bì Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye!